Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Kim Miễn Khang Platinum do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn y dược quốc tế sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về kim miễn khang Platinum cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm kim miễn khang Platinum có thành phần là cao nhàu 200mg, cao sói rừng 150mg, cao bạch thực 100mg, cao hoàng bá 100mg, cao thổ phục linh 100mg, cao lá chay bắc bộ 100mg. L-carnitine fumarate 50 mg, dimethaglycine DMG 25 mg, chiết xuất nhũ hương 20 mg, boron 1 mg. Kim miễn khang platinum được bào chế dưới dạng viên nén. Kim miễn khang platinum mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể từ đó giúp giảm nguy cơ tiền triển và mắc các bệnh tự miễn do sức đề kháng kém. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người có các triệu chứng về da và có nguy cơ bị các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, bạch biến, vảy nến, viêm da cơ địa và tràm do sức đề kháng kém. Sản phẩm kim miễn khang platinum được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của kim miễn khang platinum được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, uống 4 đến 5 viên, uống 2 lần trên ngày, uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Chống chỉ định khi sử dụng kim miễn khang platinum không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Kim Miễn Khang Platinum, đồng thời biết cách sử dụng Kim Miễn Khang Platinum sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.